Xin chào anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với Tech Room. Đây là iOS 14 trên chiếc iPhone 6s của mình. Nó sẽ là công cụ để mình đưa đến các bạn một cái thông tin rất là cụ thể và được nhiều người quan tâm trong vài ngày trở lại đây, chính là việc lên iOS 14 giúp cho chúng ta phát hiện ra được là rất nhiều ứng dụng thông dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, không biết vô tình hay cố ý mà liên tục sử dụng bộ nhớ đệm của mình. Hôm nay thì mình sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề này và cho các bạn biết một bí mật vô cùng khủng khiếp. Bắt đầu thôi. Trước khi nói kỹ hơn thì chúng ta cùng test thử là sẽ hoạt động ra sao ha. Mình sẽ copy ở đây một số điện thoại, sao chép và quay trở vào ứng dụng Zalo. Thì chúng ta sẽ nhận được một cái dòng thông báo như thế này: Zalo bot from ghi chú. Các bạn đã thấy đúng không? Có nghĩa là dù mình không hề thực hiện một hành động dán nào hết, nhưng mà cái dòng ghi chú của mình từ ứng dụng ghi chú đã được dán qua ứng dụng Zalo một cách hoàn toàn tự động. Có nghĩa đó là một hành động lái thông tin cá nhân mà chưa xin phép người dùng. Các bạn sẽ nghĩ như vậy đúng không? Và không chỉ Zalo, hôm trước thì TikTok cũng có hành động tương tự và nhiều người dùng đã phát hiện ra. Hôm nay thì hết rồi. Quay trở lại, cái tính năng này nó sẽ hoạt động ra sao? Hoàn toàn không phải là Zalo đang làm chuyện không được phép, mà từ trước tới giờ chúng ta không biết cái chuyện đó xảy ra. Có nghĩa là từ trước tới giờ khi chúng ta sử dụng iOS 13 hoặc sử dụng hệ điều hành Android đi nữa, thì những ứng dụng như thế này nó cũng liên tục sử dụng bộ nhớ đệm, và thiết bị cho phép những ứng dụng này sử dụng bộ nhớ đệm đó. Một cái ví dụ dễ hiểu nha. Không chỉ Zalo hay những ứng dụng đến từ Trung Quốc nghe có vẻ nguy hiểm, một ứng dụng rất nổi tiếng đến từ Google cũng liên tục lấy thông tin từ bộ nhớ đệm của chúng ta. Nếu các bạn không tin thì vào Chrome thử xem. Chưa làm gì hết nha các bạn, chỉ mở Chrome lên thì đã thấy dòng thông báo vừa rồi. Cái ghi chú của mình vừa rồi đã được bắt thẳng vào Chrome, mà mình hoàn toàn không thể thực hiện một hành động dán cách nào ở đây cả. Hoàn toàn tự động. Có nghĩa là Chrome cũng đang trộm thông tin của chúng ta sao? Không hề. Ví dụ như Chrome thì nó sử dụng bằng mục đích nghe có vẻ hợp lý hơn, đó chính là giúp chúng ta có thể truy cập trang web nhanh và dễ dàng hơn. Quay trở lại với ứng dụng ghi chú của mình, mình sẽ copy đường link techroom.vn chẳng hạn. Sao chép? Nó có tác dụng gì khi các bạn vào ứng dụng Chrome? Tự động Chrome đã lấy cái data này và mình bấm vào phần tìm kiếm hay là phần URL thì nó sẽ nhanh chóng biết được là mình cần đến trang web này để mình truy cập nhanh hơn. Tương tự với Chrome, mình cũng test với cả một ứng dụng trình duyệt khá là phổ biến nữa là UC Browser. Và UC thì nó chưa lái luôn, nhưng các bạn chỉ cần bấm vào phần URL thì một phần thông báo hiện lên thông báo về việc cái UC Browser đã lái data từ bộ nhớ đệm. Và nên qua những gì mình chia sẻ trong video lần này thì mình có 3 ý khá là quan trọng muốn chia sẻ đến các bạn về vấn đề này để tránh các bạn có những nhầm lẫn không đáng có. Đầu tiên là việc lái thông tin từ bộ nhớ đệm một cách tự động là không phải mới có, mà có từ trước rất lâu rồi. Những ứng dụng được phép làm chuyện này bởi vì thiết bị cho phép làm chuyện đó nó mới làm được. Không chỉ là iOS mà Android, những phiên bản hệ điều hành thấp hơn cũng làm được điều này và đã tồn tại từ trước tới giờ. Thứ hai, không chỉ Zalo hay TikTok, những ứng dụng nghe có vẻ nguy hiểm mà lái thông tin của bạn, mà những ứng dụng trình duyệt hàng ngày hay nhiều ứng dụng khác có thể mình không biết, nó cũng liên tục lái thông tin này. Nhờ iOS 14 chúng ta phát hiện được là rất nhiều ứng dụng cũng sử dụng bộ nhớ đệm chúng ta mà chúng ta không hề biết. Và cuối cùng, có một câu nói mình rất là thích như thế này: khi các bạn sử dụng một cái gì đó miễn phí thì bạn chính là món hàng. Do vậy nên nếu các bạn đang sử dụng chiếc điện thoại thông minh và có những ứng dụng có kết nối internet, thì việc các bạn sẽ bị truy xuất thông tin cá nhân của mình là điều không thể tránh khỏi. Một trong những ứng dụng nguy hiểm nhất mà các bạn vẫn luôn phải có trên điện thoại của mình chính là cái này. Vấn đề ở đây không phải là ứng dụng lấy thông tin nhiều hay ít, mà nó lấy để làm gì và sau đó nguồn dữ liệu của bạn nó được sử dụng cho mục đích xấu hay không thôi. Ví dụ như là Chrome hay là UC Browser dùng bộ nhớ đệm để giúp mình truy cập cái trang web mình đã sao chép nhanh hơn thì có vẻ hợp lý, nhưng Zalo không biết dùng bộ nhớ đệm làm cái gì thì mới là vấn đề cần đáng quan tâm. Vậy nên hồi xưa giờ chưa biết thì không sao, nhưng giờ biết rồi thì mọi người sử dụng bất cứ ứng dụng nào thì cũng nên cẩn thận, nhất là với những cái thông tin quan trọng mà các bạn thường copy, ví dụ như là số tài khoản này, thông tin cá nhân hoặc là mã OTP các thứ. Đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay về thông tin một số ứng dụng lên iOS 14 phát hiện ra là đã lấy trộm thông tin bộ nhớ đệm của người dùng. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video lần này của Tech Room. Có vấn đề gì liên quan tới video này hay những vấn đề khác về công nghệ thì nhớ comment bên dưới phần bình luận của video này nhé. Để xem được nhiều video hấp dẫn và thú vị hơn của Tech Room trong tương lai thì ngại gì subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.